Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý ni sư, quý sư cô, hôm nay là ngày 3 tháng 6 2024. Hôm nay buổi học thứ hai của bài Tiểu Kinh Khổ Quẩn. Và vấn đề hôm nay chúng ta đi vô là vấn đề thứ ba. Mình sẽ tuyển những cái bài học rất là cụ thể và thiết thực cho đời sống về tu chúng ta từ văn bản kinh này. Có ba điều nơi đây mà chúng ta sẽ phân tích để giúp cho nhau. Mình chia ra làm ba phần ha. A. Cho người cư sĩ. Cái trọng tâm của bài kinh này, Đức Thế Tôn dạy cho người cư sĩ. Có một câu mà cô Trí Hải, cô tổng kết khá là hay, nó cũng gom được ý, đó là chi? Dục trong ngươi chưa đoạn do đời sống tại gia. Rồi các vị truy nguyên ra, trong chính kinh thì cái câu khá dài hơn, nhưng mà cũng cùng hàm ý nghe. Sống trong gia đình, thụ hưởng các dục. Cho nên các pháp tham sân si. Cái câu này không những là cái chuẩn mực nhất định cho người cư sĩ muốn tu tập, mà nó cũng là chuẩn mực cho người xuất gia của chúng ta nghe. Các vị hình dung rằng là thụ hưởng các dục, nó không hạn chế cho người cư sĩ mà nó cũng có mặt luôn trong đời sống người xuất gia. Buông luôn theo vật chất, đam mê vật chất, đam mê lợi danh, rượt đuổi theo, không biết nhàm chán, không biết dừng lại, không biết khước từ, không biết yểm ly. Những cái sự thụ hưởng thì nó có thể nhiều cấp độ. Thế nhưng khi tâm chúng ta gắn chặt với đời sống hưởng thụ thì được gọi là tham mê các dục. Chứ không hàng nghĩa rằng là mình mê cái gì nhiều nhặn hơn đời sống người tu đâu. Tức là tâm ta không dừng lại, không trú lại, không an trú lại trong pháp để hành trì. Không lấy đời sống tịnh hạnh của người xuất gia làm lý tưởng sống một đời. Lý tưởng tu không vươn đến chiều cao. Gần nhất là năng lực học Phật, hiểu biết Phật pháp không có mặt. Và cái bản hoài tu nó cũng rất là nhạt nhòa. Thế thì cái chuyện phát sinh là mọi loại dục lậu của trần gian nó có quyền thâm nhập. Nhìn cách rõ nhất là khi ta còn tham, còn sân, còn si. Trong cách nói năng, trong cách cư xử, trong cách nghĩ suy. Ba điều này nó có mặt. Nó có thể thô thì người ta thấy, mạnh hơn thì người ta không thấy, nhưng mà chúng ta tự thấy thì biết rằng là rất khó có khả năng đoạn trừ được dục tham để có thể thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Thế cho nên cái nén đầu tiên rất là quan trọng, mình gọi ra đây để đóng góp cho những người cư sĩ có duyên ma học pháp, người ta nhận ra một điều rằng là với người cư sĩ thì cái việc đầu tiên rất là quan trọng đó là bị các dục bao quanh. Mình chia ra nhiều nét nha. Thứ nhất, bị các dục bao quanh. Thứ hai, dễ dàng tạo phước hữu lậu. Thứ ba, trở ngại phát triển trí tuệ. Thứ tư, khó khăn trên đường thánh đạo. Và thứ năm, đó là không dễ thành đạt đạo quả. Có năm bước mà người cư sĩ khó khăn vô cùng để có thể tu tập. Thứ nhất, là họ bị các dục bao quanh. Thứ hai, họ có thể dễ dàng tạo phước hữu lậu. Thế nhưng mà thứ ba đó là họ khó khăn và vô cùng trở ngại khi phát triển trí tuệ. Tức là phát triển trí vô lậu nghe.
Điều thứ tư là họ càng khó khăn hơn khi đi trên con đường thánh đạo và cuối cùng không dễ thành đạt được quả vị giải thoát. Đây là năm bước chúng ta nói để cho ai là người cư sĩ có duyên tu, học pháp phải nghiệm ra điều này. Thế là vấn đề đầu tiên, vị các dục bao quanh. Các vị nhìn ra những điều này rất dễ nghe. Thứ nhất là hoàn cảnh sống của họ. Thứ hai, đó là thọ mạng của họ. Thứ ba, đó là nhân duyên tác thành. Thứ tư, là định hướng cho tâm thức. Bốn điều, gom lại những điều này. Ta nhìn ra một điều rằng là đời sống của người cư sĩ Phật tử là giống như con tầm bị bao quanh trong cái kén. Đầu tiên, cái lớp rất là khó vượt thoát đó là hoàn cảnh sống của họ. Họ sống giữa dục, giữa tham, giữa đam mê. Đam mê này không chỉ nó phát sinh từ nội tâm qua nhiều đời vướng mắc, nó còn phát sinh thành một cái loại hình đó là quanh họ, hoàn cảnh sống của họ, văn hóa của họ, bạn bè của họ, sách vở của họ, sự giao tiếp của họ. Và nếu rớt trong một xã hội người ta rất là trọng thị về cái chuyện thành đạt vật chất lợi danh. Và bố mẹ người ta có cái truyền thống văn hóa là đẩy con mình phải làm thế nào để có thể có được điều kiện vật chất, điều kiện lợi danh, điều kiện vinh sang, dương danh với đời. Thế cho nên hoàn cảnh sống nó ràng buộc họ, nó trói chặt họ, vô cùng khó khăn để có thể bước vào con đường tu tập, đoạn trừ tham sân si, đoạn trừ khổ. Thứ hai, nếu họ hiểu được Phật Pháp, đến cái công trình tu tập học giáo lý đạo Phật, thì họ có thể bố thí, cúng dường, phát tâm lành, tu tập những thiện sự cần thiết và thân cận chư tăng học hỏi chánh pháp. Thế nhưng mà cái việc làm đó là dễ dàng tạo phước hữu lậu, nhưng mà khó vô cùng để tiếp cận chánh pháp, để phát triển trí tuệ, thành tựu được trí vô lậu. Tu phước thì dễ, tu tuệ không dễ đâu nghe. Do vậy cho nên bước thứ ba, thưa các vị, phát triển trí tuệ không dễ. Tại sao? Do vì nhìn chung thì tâm thức của chúng ta nó có một cái sắc thái đặc thù. Đó là mình được nuôi trong cái văn hóa người Phật tử thì chỉ có một việc, đó là kính Phật, trọng tăng, cúng dường và hộ niệm chư tăng tu tập. Chứ còn tự mình tu tập tuệ, dường như điều này ta không thấy một chùa viện nào, một thành phần tăng ni nào có thể dạy cho Phật tử tiếp xúc chánh pháp, tự họ tu, quay về nương hải đảo tự thân để có thể thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Đa phần chúng ta nghĩ rằng những người Phật tử chỉ ngang nói việc thôi. Cho nên cái chuyện văn hóa đạo Phật dạy cũng rất là trở ngại cho họ trên cái con đường họ phát triển tuệ. Thế cho nên, hoàn cảnh sống của họ nó đã bị bao quanh, bị dục trói buộc. Thứ hai nữa, các vị nên nhớ là thọ mạng con người rất ngắn nha. Đến một lúc nào đó, họ cảm thấy ngao ngán về cái chuyện làm phước, ngao ngán cái chuyện thân cận chư tăng, và chán vô cùng cái chuyện là cất chùa, mua này kinh này sách này tam tạng thánh điển để giúp cho các thầy các cô có trí tuệ, còn mình thì không có trí tuệ chút nào cả. Cái chết gần đến nơi rồi, hoảng loạn bất an và mong rằng là có thầy có cô nào tới tụng cho bài kinh, mà chưa chắc gì họ có đủ nhiệt tình là một, có đủ thì giờ giúp mình là hai, và có được định tâm nhất định để hồi hướng phước lành cho mình. Và tới một lúc họ đầy sự nghi ngờ, bây giờ thì thưa các vị, muốn đi vào con đường tu tập để phát sinh tuệ, để tự mình có thể thênh thang đoạn được những ưu sầu phiền não bất an, nhất là cái nghiệp cận tử, lúc bây giờ thì dường như nó muộn mất tiêu rồi. Cho nên thọ mạng rất ngắn trong đời người, không dễ đến với chánh pháp, tiếp xúc chánh pháp và có đủ nội lực để tu nghe. Và cái nét thứ ba của các dục bao quanh nữa là nhân duyên tác thành của họ nó không giống như người tu sĩ.
bè bạn của họ, bố mẹ của họ, anh chị em của họ và văn hóa quốc gia họ, đẩy họ đến cái chuyện là hưởng thụ dục lạc, đến cái chuyện là phải thành đạt danh gì với núi sông. Phàm kẻ sinh ra trong trời đất phải có danh gì với núi sông. Trai cũng vậy, gái cũng vậy, đã là con người sống giữa xã hội loài người đều bị cái ảnh hưởng văn hóa này rất là nặng, cho nên người ta phải lao sao kiếm cái gì đó để nổi danh. Ta gọi yếu tố này đó là cái nhân duyên tác thành không đủ để cho họ có thể đi vào con đường học chánh pháp, tu tập để đoạn khổ. Và cái điều thứ tư của vấn đề bị cám dục này, thưa các vị, đó là định hướng tâm thức của họ. Cái điều này nói cho rõ hơn, đó là bản hoài của họ, khát vọng của họ, mơ ước của họ. Niềm mơ ước không có cháy bỏng nơi tâm thức, mong muốn vượt khổ thì thưa các vị chỉ lay quay một việc là chi? Làm thân phận của người cư sĩ học Phật tu nhân thôi nghe. Cho nên đầu tiên bị cám dục bao quanh là như vậy. Vấn đề thứ hai, mình khai thác một cách tỏ tường nữa thì các vị nghiệm ra rằng họ có điều kiện để tạo phước. Kế đến là họ có thể tạo được niềm vui. Cái vấn đề thứ hai này, tức là chúng ta nói về vai trò cư sĩ, họ dễ dàng tạo phước điền là do vì ba yếu tố thôi. Yếu tố thứ nhất, đó là họ có điều kiện để làm điều này. Có điều kiện đó là chi? Người nghèo nào cũng có điều kiện, đó là cúng cho chùa một phát cơm, cúng cho các thầy một tấm y, cúng cho các thầy vài đồng, thậm chí là những bà cụ ở nơi đất nước Hoa Kỳ này lãnh tiền già trợ cấp của chính phủ Mỹ. Họ cũng ca cụm và cúng dường cho các thầy cô. Thế cho nên gọi là có điều kiện thì họ có điều kiện đó, ít hoặc nhiều. Điều thứ hai, những người có điều kiện lớn hơn nữa là những người giàu có và họ học được pháp, họ phát tâm để mở rộng sự yêu thương và giúp người. Thưa các vị, là những việc làm từ thiện, bố thí, cúng dường, xây cầu, làm chùa, đúc chuông, tạo tượng, vân vân, nó cho họ một cái loại niềm vui, một cái loại tự hào nhất định, một cái loại niềm tin của một người là đã làm được công tác từ thiện rồi thì chắc chắn rằng phước điền này ta xây dựng đó, ngay bây giờ ta thụ hưởng hoặc trong tương lai ta thụ hưởng. Phước điền này nó cũng dễ làm, do vì hướng ngoại nó có cái sự thành đạt nhất định, nó có một cái chút danh nhất định, nó có một cái chút được nể trọng nhất định. Nó dễ làm hơn là hướng nội nha. Hướng nội tự tu, tự gột rửa phiền não, cái này không ai thấy cả, chỉ ta chứng nghiệm lấy mà thôi. Cho nên hướng ngoại chạy lông bông rất dễ. Người tu chúng ta cũng vậy. Hướng ngoại ngược xuôi chạy lông bông thì rất dễ, nhưng mà các vị ngồi bình yên, tĩnh tại là một nơi, sống với công phu thiền tập ngày nọ qua ngày kia, dường như không thể có được những con người đặc thù như vậy. Cho nên chúng ta phải phương tiện mở những đạo tràng tu nơi này, nơi nọ, nơi kia. Dẫn nhau đến đó đi tập tu thì quả ma người ta còn có thể. Các vị mở một khóa tu tại chùa 3 tháng, đốt ai dám tu với các vị? Không có đâu. Vừa tu vừa du lịch thì được. Vừa tu vừa thăm thú nơi nọ nơi kia thì người ta còn chấp nhận nghe. Hãy nhìn hiện tượng rất thực trong đời sống tăng già chúng ta thì nghiệm ra điều này, cho nên hướng ngoại là việc dễ làm. Điều thứ ba, nhiều động cơ xã hội ngoại tại là chi? Thưa các vị, có những người giàu tiền quá không biết làm gì. Nhưng đồng tiền này đôi khi không phải là đồng tiền chân chánh kiếm được bằng mồ hôi nước mắt của chính mình, mà có khi đồng tiền đó là đồng tiền nó không có sạch lắm. Cho nên vận dụng đồng tiền này, vận dụng cái điều kiện chức quyền ta đang có, làm một chút Phật sự, cắt vài cái chùa, và làm việc này gỡ bớt những cái niềm u ẩn nơi tâm thức mình đã tạo quá nhiều tội, giật của tiền thiên hạ quá nhiều, cho nên đem mấy cọc tiền vứt vô chùa cho mấy ông thầy, ông xây cái chùa nọ chùa kia, vừa có tên tuổi của ta, vừa đỡ cảm thấy
lòng mình đầy ân hận khi lấy tiền của thiên hạ, khi dùng mọi kế sách thu thái đồng tiền, rất ư là tội lỗi. Đây là cái cách những động cơ ngoại tại xã hội tác thành. Động cơ nội tại cũng như vậy nghe. Rửa sạch lòng u ám, chuộc một mớ lỗi lầm, vân vân. Đây là cái điều tiêu cực nhất trong những cái việc tạo phước điền hữu lậu nhân gian. Và tất cả những công trình kỳ vĩ còn có mặt trên lịch sử, từ hoàng đế cho tới những vị quan liêu triều đình, cho tới những công trình xây dựng nhà Lam tự viện hiện tại, nó có một phần từ nền tảng như mình đang nói nghe, tức là từ nhiều động cơ xã hội ngoại tại và nội tại, những tâm thức người không phải thấm nhuần chánh pháp và xây dựng. Cho nên nhìn chung là một cư sĩ họ có điều kiện dễ dàng để làm được công trình này, những công trình văn hóa vật thể rất dễ xây dựng và dễ làm. Người ta có điều kiện thì có thể làm điều này với nhiều nguyên nhân, nhưng mà công trình thành tựu được văn hóa phi vật thể thì không đơn giản, nó đòi hỏi nỗ lực tu. Đây là hai bước ta nói để cho các vị nhìn ra rất nhiều vấn đề trên mặt bằng xã hội hiện tại người cư sĩ người ta có thể làm được. Điều thứ ba, cái điều rất khó cho họ đó là những trở ngại để phát triển trí tuệ. Tại sao? Thứ nhất, tâm thức chúng ta. Thứ hai, đó là mặt bằng. Cái điều thứ ba mình phân tích để cho các vị nhìn ra một vấn đề, đó là người cư sĩ Phật tử họ rất khó khăn khi phát triển năng lực trí tuệ. Tại sao? Có 5 yếu tố để gom lại vấn đề này. Yếu tố đầu đó là tâm thức thông thường của tất cả mọi người chúng ta. Dường như tới một lúc nào đó, người ta dừng lại con đường tìm tòi phát triển trí tuệ nghe. Tất cả ngành nghề trong xã hội này, học hành tới nơi tới chốn để có được cái năng lực nhất định, để có được cái trình độ kỹ thuật nhất định. Để làm chi? Để kiếm tiền. Kiếm tiền là mục đích của đời sống. Kiếm tiền xong rồi thì kiếm tình, vân vân. Thưa các vị, kiếm lợi kiếm danh đó là mục đích thứ hai, bắt đầu nó triển hạn dài ra. Và cái chuyện ban đầu học để nuôi dưỡng kiến thức, để phát triển trí tuệ, để vươn đến tầm cao sự nhận thức, dường như người ta không yêu cầu thêm nữa. Đây là yếu tố đầu tiên, nó cho chúng ta cái nhìn chung trên mặt bằng tâm thức, nó là như vậy. Chưa nói cái vấn đề quan trọng là đến một tuổi nào đó học nó khó khăn nghe. Đến một tuổi nào đó tự nhiên người ta lười nhác. Đến một tuổi nào đó người ta thích hưởng thụ thôi, chứ còn cái chuyện đào sâu kho tàng kiến thức làm cho mình giàu có hơn, dường như người ta không có khả năng. Thậm chí người tu cũng vậy, đừng nói chi người đời. Học cho có được cái học vị nọ, học vị kia để đối phó, để làm quan chức của triều đình, có chân trong giáo hội, vân vân. Thậm chí bây giờ ta vẫn có thể mua bằng để làm được việc là có chân trong giáo hội nọ, giáo hội kia nghe. Cái chuyện này dường như xã hội và trong thế giới nhà chùa đều có đủ không thiếu mặt này. Do vậy cho nên thưa các vị, trên mặt bằng chung tâm thức, người ta học đến một mức độ nào đó người ta dừng lại. Chung nó là như vậy, trừ một số trường hợp. Trường hợp là chi? Có những ngành nghề không cho phép tri thức các vị dừng lại. Một trong những ngành nghề không cho phép tri thức người ta dừng lại đó là cái nghề thầy tu. Thế nhưng mà nếu nghề thầy tu gắn chặt vào hai điều: một, không có kinh gì qua kinh tế; thứ hai, không có tiếng gì qua tiếng linh, thế thì chắc chắn rằng dừng lại nghe. Vượt ngoài hai cái phạm trù nhất định này là một thầy tu, thưa các vị, người đó muốn tiến bộ, người đó muốn thành tựu thánh trí, người đó muốn hoàn thiện nhân cách, người đó muốn làm cho mình càng ngày thanh tịnh, càng ngày càng cao quý, thì cái việc cần nhất chỉ có một thầy tu mới có khả năng phát triển đều vượt trên cái mặt bằng tâm thức quần chúng phổ thông thôi.
Còn không thì chúng ta đều như nhau. Mặt bằng chung xã hội loài người, thưa các vị, họ đều đi vào chiều hướng như mình đang nói. Đây là hai nét ta có thể nhìn tổng quát. Tất cả con người trên mặt đại địa này, tất cả người tu trên trần gian này chứ không phải riêng ai. Điều thứ ba, người cư sĩ khó vô cùng phát triển năng lực trí tuệ do vì cái văn hóa chùa viện của chúng ta. Văn hóa chùa viện chúng ta là gì? Thưa các vị, Phật tử tới thì tụng kinh xong. Nghe đây, thầy chuẩn bị các cái chùa, thầy chuẩn bị dựng cái tượng Quan Âm, thầy chuẩn bị sang cái trường, chuẩn bị làm công tác từ thiện nọ, từ thiện kia, cho nên những thông báo toàn là tiền với tiền. Chưa hề khuyến khích người ta học hỏi Phật Pháp. Và thậm chí Phật tử Bắc truyền, thưa các vị, là dốt vô cùng so với Phật tử Nam truyền, đừng nói chi ai nghe. Văn hóa nhà chùa, các thầy, các cô truyền đạt chưa hề khuyến khích người ta phát triển trí tuệ, học Phật Pháp bao giờ. Chưa hề, chỉ phát triển bố thí, cúng dường, kính Phật, trọng tăng, hiếu dưỡng phụ mẫu, quy y tam bảo, ăn chay, giữ giới, vân vân, niệm Phật, chấm hết, ngàn nữa thôi. Cho nên văn hóa chùa viện hạn chế sự phát triển trí tuệ Phật tử. Điều thứ tư, cái tội nghiệp là bản thân của tất cả những người Phật tử đến với chùa, họ đều làm một việc giống như nhau bằng một tâm thức bình thường của xã hội, đó là chi? Mọi việc đều tự nương với thầy. Quý vị, tức là nương Phật, nương Pháp, nương Tăng. Nương Tăng là chế. Này bệnh tật, này ốm đau, này bất an trong đời sống gia đình, này cưới sinh, vân vân. Tham vấn chùa. Tháp nhất, xin thầy giúp cho con coi ngày dùm cái ngày nay con có thể cất nhà được không? Và con mở cửa hàng được không? Nhà con xây hướng này như thế nào? Quyền quyền mộ ông bà con ra sao ra sao? Và cái mơ ước của họ là tới trường họ hấp hối trên giường bệnh. Có một số các thầy cô tới xây quanh tử sàng niệm Phật dùm 8 tiếng đồng hồ. Đúng như những điều mà truyền thống Tịnh Tông chúng ta bài là đừng đụng đến người chết, tại vì đụng lúc bấy giờ còn nổi sân si. Chỉ cần ngân đó việc là xong việc. Thế cho nên, thưa các vị, bản thân của người Phật tử, họ nghĩ rằng cúng dường, giúp đỡ chư tăng, xây chùa viện, đúc chuông, tạo tượng, như một việc thù tạc vãng lai, cái điều tôi làm cho anh. Cho nên những lúc cần anh làm lại cho tôi, như một sự trao đổi. Cho nên bản thân họ không có cái định hướng phát triển trí tuệ. Không có định hướng rằng là năng lực trí tuệ phát triển, học Phật Pháp để có thể đoạn trừ phiền não khổ ưu nghe. Điều cuối cùng là họ thiếu đi cái định hướng chánh pháp. Hay nói cách khác là họ không có định hướng chánh pháp. Vì văn hóa như vậy, tổ chức xã hội như vậy, tâm thức như vậy, nghiệp lực như vậy, văn hóa nhà chùa các thầy cô dạy như vậy, cho nên không hề có Phật tử nào có định hướng rằng là ngay đời này tôi quy y với Phật, với Pháp, với Tăng, nhưng mà tôi phải làm một việc là nơi nào có chánh pháp tôi học, kinh văn nào dạy tôi tu tập hành trì tôi ứng dụng, thiền tập nào có thể giúp tôi đoạn trừ được ưu tư phiền não bất an ngay hiện đời này để sống được hạnh phúc an lạc thì tôi tu. Không có chuyện đó. Thậm chí một số các chùa viện Phật tử quy y với ta rồi, đừng có quy y chùa khác nghe. Tu một pháp ta dạy thôi nghe. Thưa các vị, cái tình trạng này đó là tình trạng chung, nhìn chung những vấn đề này. Cho nên ta xác định câu rằng là với người cư sĩ Phật tử, phát triển trí tuệ không đơn giản. Trừ những cái tên nào nó khùng, nó có khả năng, nó vượt thoát. Vượt thoát cái chi? Cái sự kèm tỏa, cái văn hóa ị ạch cùng với sự khống chế của một nền giáo dục do các thầy cô bày ra thì mới có cơ may đó đến với con đường học pháp để phát triển trí tuệ. Khó khăn thứ tư trên đường thánh đạo là gì? Không có nhiều thì giờ. Chi nữa? Không có thể tiếp cận học hỏi thánh giáo. Và cái trở ngại văn hóa luôn.
ba điều. Nó làm cho người cư sĩ Phật tử khó khăn trên con đường học tu chánh pháp. Muốn tiến trên con đạo lộ giải thoát, tức là muốn tiến trên con đường tu tập nghe. Điều thứ nhất, họ không có thời giờ. Thì giờ đối phó với xã hội, thì giờ lo cơm ăn áo mặc, thì giờ luôn chạy vạy ngược xuôi để hộ niệm cho một cái chùa viện nào đó. Nếu là nam cư sĩ thì vác sáng tới làm công quả, nếu là nữ cư sĩ thì vác sáng tới cắm bông cắm hoa, đủ chuyện hết. Này lễ lược, này đám đình, này nấu ăn, vân vân, này công quả, các vị nghĩ có thời giờ không? Không. Cho tới lúc mệt mỏi không có thời giờ. Thế thì cái chuyện phát sinh đó là thôi ngồi bình yên niệm Phật cho rồi, không có cách chi nuôi dưỡng được. Để làm tăng trưởng trí tuệ, thấu hiểu thánh pháp, để ứng dụng, để luyện lọc tâm. Đây là điều thứ nhất, họ không có thời giờ. Thứ hai, càng không có cơ hội tiếp cận học hỏi chánh pháp nghe. Từ nền tảng không có thời giờ, các vị nhìn coi là đọc một trang kinh như chúng ta. Ngồi trầm tư, ngồi chiêm nghiệm, một buổi khuya chưa chắc gì các vị đọc xong một trang kinh mà hiểu được lời Phật dạy. Đâu phải đọc một lần là có thể hiểu đâu. Chưa làm quen với văn học của Pháp Ngữ Thế Tôn Giáo Huấn, đọc như vô một đám rừng, trùng ngôn lập ngữ, nó tới nó lui, ngần đó việc không biết ý chính ở đâu. Nghe quý thầy giảng để học hỏi thánh giáo, nhưng quý thầy đôi khi cũng đâu có giảng dạy gì nhiều. Bài cho cái chuyện bố thí, cúng dường, kính Phật, trọng tăng, tội phước, nhân quả, coi chừng nói chạm tới mấy thầy mấy cô là đọa địa ngục, mất kiếp, ngang đó thôi là đủ chết khiếp, không ai dám tiếp cận thánh pháp Như Lai. Cho nên, học được thánh giáo, để đi trên con đường thánh giáo, để có thể thành đạt được trí tuệ, không đơn giản đâu nghe. Và quanh người cư sĩ Phật tử, kiếm được một bậc thiện trí, không dễ. Tiếp cận với các thầy cô để học được chánh pháp, cũng không có đơn giản đâu nghe, vô cùng khó khăn. Những vị thầy có khả năng truyền đạt chánh pháp để tu tập thì mấy ông thầy đó cũng hơi khùng khùng, không có thể tiếp cận với Phật tử bằng cái nhân tình ấm lạnh của thế nhân. Họ thấy mất thì giờ vô ích. Cái trình của người ta ngang đó, vô lý ngồi đó, nói chuyện mất vài ba tiếng đồng hồ để dạy họ về một cái chữ Phật là gì, Pháp là gì sao. Thế cho nên thưa các vị, vô cùng khó khăn khi tiếp cận chánh pháp, khi học hỏi thánh giáo, gần gũi các bậc thiện trí không đơn giản. Gần gũi những vị thầy biết cách ve vuốt lấy lòng để moi tiền moi bạc thì dễ, nhưng mà gần gũi những người để học thánh pháp không đơn giản đâu nghe. Các ông đó ngang như cuốc, không biết sợ ai, không có đặt nhân tình nhân nghĩa lên hàng đầu, không có tiếp xử trà nước đãi đằng, không có vận dụng cái ngôn ngữ đãi bồi để lấy lòng nhau. Thế cho nên không dễ để người cư sĩ tiếp cận hỏi thánh giáo là như vậy. Điều thứ ba, vấn đề này mới quan trọng này. Trở ngại văn hóa là chi? Thứ nhất là khuôn mẫu nghiệp thức. Thứ hai, quyền quy của tôn giáo. Thứ ba, không nhiều duyên tiếp xúc chánh pháp, hay là không đủ duyên nghe. Khuôn mẫu nghiệp thức là gì? Thưa các vị, cái điều này nó là một loại hạn chế tự nội, tức là trong tâm thức của ta rõ ràng rằng sự hiểu biết mình còn nông cạn, niềm khát khao tu tập của mình nó lững đững lờ đờ, tâm thức ỷ lại của mình nó luôn có mặt. Và nếu vượt ngang qua những cái tầng đó, ta có được cái nền văn hóa học Phật nhất định, có được sự thông tuệ nhất định, thì cái sự kiêu ngạo người cư sĩ khi họ nhìn cái tệ nạn tăng già là một, nhìn cái sinh hoạt đời sống già lam từ biển là hai, họ cảm thấy dường như rất là lệch lạc với con đường chánh pháp của Như Lai. Cho nên họ phát sinh kiêu ngạo, họ không thể chấp nhận được cái chuyện đến chánh pháp, học pháp, cúi đầu trước như ông thầy, trình độ tri thức không hơn họ là mấy, đạo hạnh không đáng để nể trọng. Thế thì thưa các vị, đây là loại
khuôn mẫu nghiệp thức được quy định, cho nên người cư sĩ rất khó để có thể mềm lòng, có thể đủ khiêm tốn để có thể cúc cung trước thánh pháp Như Lai, học để tu tập nghe. Ngoài khuôn mẫu nghiệp thức do chính họ, nó còn có một cái vấn đề rất quan trọng, nó tạo thành cái rào chắn để cho những người cư sĩ Phật tử đi vào con đường thánh đạo là chi? Thưa các vị, quyền uy tôn giáo vô cùng lớn đã làm thành cái quyền uy nhất định cho cái giới tăng sĩ từ quá khứ tới hôm nay. Họ không muốn buông bỏ quyền uy này. Thậm chí, họ nương vào kinh văn của Phật dạy bảo rằng tất cả chư ni có mặt trên hành tinh này đều phải tuân thủ bát kính pháp, cho nên gặp chư tăng phải một bề cung kính. Họ dám buông quyền uy này không? Không. Gặp chư tăng phải đảnh lễ, phải cúng dường. Đây là quyền uy, đây là một lợi nhuận tối đa. Cả một cái chiều dài Phật giáo họ dám buông điều này không? Không. Do vậy cho nên cái quyền uy tôn giáo đã trở thành máu thịt trong tất cả người tu chúng ta, cho nên chúng ta dễ dàng áp đặt người Phật tử một bề nghe lời chúng ta. Họ chỉ có một việc tu phước thôi. Có những tu tuệ, cái chuyện chứng được những tầng thiền định nhất định, tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, chuyện đó không phải của người cư sĩ. Thế cho nên thưa các vị, khó khăn trên đường thánh đạo đặt ra, một trong những điều vô cùng quan trọng là điều này đây, quyền uy tôn giáo khiến cho họ kích chết khiếp trước những công trình tu tập của các thầy. Và các thầy luôn duy trì loại quyền uy này nhé. Các vị nhìn vào một cái diện rất là bình thường đời sống, nghiệm ra ngay ngay. Thay vì con đã tụng một thời kinh xong, con đem phước điền này hồi hướng cho người thân hay là người cư sĩ Phật tử hiện tiền, họ thừa hưởng được phước điền của Tam Bảo một cách giản dị, người ta hiểu, mình cũng hiểu, mình đang nói gì, người ta đang nói gì. Nhưng mà không, tụng kinh thì phải lựa những cái ngôn ngữ đầy trục trặc khó hiểu, âm Hán Việt kêu xa. Phục nguyện thì không có chuyện là cầu nguyện cho thí chủ, mà hoàng đồ củng cố đế đạo hà xưa, Phật Nhật tăng quy pháp luân thường chuyển, nghe thì nó rất hay. Thế nhưng ta không biết cái gì. Đây là một cách giữ lại quyền uy nhất định của vai trò các vị tăng sĩ của tôn giáo nghe. Thay vì dịch hết tại khoa chẩn tế, có gì ghê gớm đâu. Thế nhưng mà ta không dịch ra để kéo dài một buổi chiều như vậy để làm ăn cho có của có tiền, các vị nghĩ rằng quyền uy tôn giáo ai dám khước từ? Nó là một món quà cho người ta sinh lợi, một món quà để sống còn, một món quà để xây chùa, một món quà để dung văn dung vẻ sống ăn trên ngồi trước thiên hạ. Thế thì các vị hình dung rằng đây là một bức tường cản trở vô cùng lớn đối với người cư sĩ muốn đi trên con đường thánh đạo. Điều cuối cùng trở ngại văn hóa đó là họ không đủ duyên tiếp xúc chánh pháp. Tại sao? Thưa các vị, dành nửa đời học hành để có của có tiền có danh có phận, để tranh danh đoạt lợi với người, nửa đời còn lại tuổi già suy yếu, tiếp xúc Phật pháp đâu phải đơn giản là ngang vài năm mà có thể thấm được Phật pháp đâu. Thấm được Phật pháp ở chiều cạn đó là ngôn ngữ chữ nghĩa thì có thể được. Thế nhưng mà lặn qua cái bức tường ngôn ngữ chữ nghĩa như Tề Thiên Đại Thánh, liều mạng nhảy xuống thủy liêm động, chui ngang qua đó để vô qua quả sơn thì không đơn giản chút nào. Huống nữa, liều thân thả thuyền về phương Nam, liều chết để vô động tâm học đạo với tu Bồ Đề, chuyện này không đơn giản xảy ra đâu nghe. Đây là ta nói về khó khăn trên đường thánh đạo. Mà thánh đạo đã khó như vậy thì cái chuyện đi vô sự tu tập, dành trọn thì giờ để tu dễ thôi hay là khó vậy? Vô cùng khó khăn. Tâm thức đã quen, mình sẽ nói điều này nghe, để cho những người có nhân duyên nghe những điều này, họ học, họ tu được. Điều thứ năm, cái khó người cư sĩ để tu tập, để đoạn tham sân si là gì? Thứ nhất, không mấy người. Thứ hai,
Cái điều cuối cùng, mình giải thích tại sao người cư sĩ Phật tử khó tu, khó thành đạt được. Cái điều cần nhất, gần nhất là bỏ được tham sân si. Đây là năm yếu tố mình nói đến người cư sĩ vô cùng khó khăn khi đến với con đường tu tập nha. Thứ nhất là không mấy người đủ điều kiện để đến với công trình tu tập. Thứ hai, họ không xoay sở được khi họ đủ điều kiện đi tu. Thứ ba, họ không đủ ý chí, không có bảo hoài để có thể nuôi dưỡng được công trình tu của họ. Điều thứ tư, họ không dễ dàng gặp chánh pháp, học chánh pháp, đi vào con đường chánh pháp. Thứ sáu là không dễ dàng gặp bậc thiện trí, có thể gặp chánh pháp, có thể đọc kinh văn, thế nhưng gặp bậc thiện tri thức dắt dẫn tu thì dường như không đơn giản. Và cuối cùng, đủ những điều kiện thế này, thế nhưng họ không thể xếp hết mọi việc lại để có thể một việc làm thôi, đó là tu tập thôi. Thế cho nên thưa các vị, nhìn vào cái bản liệt kê của mình, các vị nghiệm ra rằng loay hoay trong đời sống thế nhân, làm cư sĩ dù giàu, làm cư sĩ dù có học Phật cho giỏi, làm cư sĩ dù có đủ điều kiện để mình tu, thế nhưng mà đến với con đường tu học, đi trọn vẹn con đường để có thể thành tựu được sự an lạc giải thoát, đoạn tham, đoạn sân, đoạn si, dường như điều này không mấy người có thể làm được nha. Đây là năm nét ta nói cho nhau nghe sự khó khăn vô cùng lớn của người cư sĩ khi đến với công trình tu tập. Tất nhiên năm điều này mình không cần giải thích làm chi đâu nghe. Các vị ghi rồi các vị có thể tự mình lý giải. Dường như có một bài kinh khá hay. Bài kinh đó là bài kinh Phước Đức của người xuất gia thì phải, nằm trong Hán Tạng. Mình chưa thấy ai dịch nghe. Có lần đó mình khảo sát cái văn bản kinh đó, dường như để dạy cho một khóa xuất gia gieo duyên thì phải. Nó nằm trong Đại Chánh. Họ nói rất rõ về cái sự khó khăn của người cư sĩ khi họ muốn tu, và phước lành vô cùng lớn của người xuất gia. Tiếc thay là dường như chúng ta cũng không mấy người chuộng những cái phần này, cho nên các thầy cũng không chịu dịch cái bản kinh này. Ví như có dịch ra thì chưa chắc các vị nào đây đam mê học để có thể thấy cái điều kiện thuận lợi của mình. Thế là mình đi vô một nét thứ hai để nói cho nhau nghe là cho người xuất gia. Cái từ xuất gia này sư ông Hoàng Mai giờ hay dùng cho chư tăng ni, nó là xuất sĩ. Tại vì trên đã là cư sĩ rồi, cho nên cụ dùng cái từ xuất sĩ. Nghe thì hay. Thế nhưng cái từ xuất gia đó là cái từ nó đã có mặt ở trong văn bản, nó đã trở thành một loại định ngữ và nó có nhiều hàm nghĩa người xưa đã gửi vô rồi. Thế cho nên mình dùng từ xuất gia là như vậy nghe. Xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Từ điển đã có và nghĩa nó thâm sâu, cho nên mình dùng cái từ xuất gia là như vậy. Và mình chia ra ba nét nói cho nhau nghe. Ba nét để các vị thấy được cái thuận tiện vô cùng to lớn người xuất gia và cũng là những trở ngại nhất định. Thứ nhất, một người xuất gia chân chính. Nét thứ hai, cái điều kiện tối ưu và thù thắng của họ. Cái điều kiện sa đọa mất phẩm chất của họ. Ba điều. Các vị nhìn ra cái điều đầu tiên này mình nêu ra để cho các vị có một cái quán chiếu về tự thân nha. Kỳ thử rằng, nếu một người xuất gia thực sự chân chính, họ đã đi được 50% trên đoạn đường thành tựu được trí tuệ, trên đoạn đường thành tựu thánh quả nghe. Cho nên hai cái từ này rất là quan trọng. Thế thì mình định nghĩa thế nào là chân chính?
từ thân xuất gia, theo như định nghĩa từ Quy Sơn thì các vị học thuộc lòng rồi. Phát túc siêu vương tâm hình dị tục thiểu long thánh chủng chấn nhiếp ma quân dũng báo tứ ân bạc tế tâm hữu vân vân. Thế nhưng nhìn bằng con mắt bình thường chúng ta phân tích thì nó có nhiều yếu tố nơi đây, ta có thể phân ra làm bốn cặp như thế này. Một là có thể quá khứ không chân chính nhưng mà hiện tại chân chính là sao? Có khi mình buồn đời mình đi tu, có khi thất tình đi tu, có khi nhiều lý do khác chứ không phải hai lý do như vậy. Thế nhưng mà cái may mắn của mình là đến với công trình tu học, mình được cái nhân duyên nuôi dưỡng đó là từ thầy, từ bạn, từ giáo pháp, rồi mình cảm ngộ dân, tự nhiên nó nuôi lớn cái dũng khí người xuất gia, nuôi lớn tâm bồ đề của người xuất gia, nuôi lớn phạm hạnh người xuất gia, nuôi lớn cái bản hoài mong muốn rằng là trong tương lai mình trở thành một người xứng đáng pháp y Như Lai đã ban cho, nghiêng vai gánh vác được đại pháp của Như Lai đã truyền lại, và không nhục mạng người xuất gia, không hổ thẹn với lịch đại tổ sư, xứng đáng kế thừa dòng chánh pháp Như Lai, thì ta gọi đó là người xuất gia. Tuy quá khứ mục đích xuất gia chưa hẳn đã tốt, chưa hẳn đã chân chính, chưa hẳn đã chân thành, chưa hẳn đã thật thà, thế nhưng là hiện tại nhờ sự nuôi dưỡng bằng năng lực học, năng lực tu, nuôi dưỡng bằng năng lực phát ý phấn chấn tu tập, cho nên trở thành một người xuất gia chân chính. Trường hợp này rất nhiều, và coi chừng chúng ta có khi cũng dính một trong những phần này nhé. Có khi quá khứ mình đâu có biết Phật pháp là gì, thấy thương chùa, thấy thích chùa, muốn sống đời sống già lam gần gũi với thầy, thương Phật quá đi tu thôi, không vì lý do là ngưỡng mộ Phật pháp gì cả, xuất gia bằng cảm tính thôi. Đây là một loại rất ư là tốt lành đối với đời sống tu sĩ hiện tại. Trường hợp thứ hai thì ngược lại nghe, quá khứ chân chính, thế thì hiện tại thì phi chân chính. Hai điều nữa đây. Điều thứ nhất, tuổi trẻ phát tâm xuất gia, đồng chân nhập đạo bằng trái tim nóng hổi, bằng trái tim thanh khiết, bằng một niềm đam mê tu tập. Thế nhưng, đi vô tu, cái điều kiện thuận lợi đó là phát triển được cái học, phát triển được cái sự yểm trợ của người, có được uy tín của người xuất gia trong một truyền thống lớn, được quý trọng, được thương yêu, được ra trường trong một đại học danh giá thế nọ thế kia, thế rồi tự nhiên cái tâm tu của chúng ta, phạm hạnh của chúng ta, đời sống của chúng ta, tự nhiên nó dần dần nó bị nhạt nhòa mất, nó bị tha quá hồi nào không hay. Từ giờ rất hay nghe, từ tha quá. Tha quá là gì? Bị cái lực lượng khác không phải Phật pháp xâm nhiễu, chiếm đoạt, lấy mạng mất. Thế lực khác là gì? Thế lực của quyền uy, của chức tước, của địa vị, của lợi danh, của vô minh, của tham đắm, của dục lâu. Thưa các vị, nó chiếm mất cái tính chất chân chất của người xuất gia, đạo hạnh người xuất gia, quy phong người xuất gia. Và tự nhiên ta mượn pháp y Như Lai, ta trục lợi, ta tham danh, ta buông danh, ta bán lợi, ta coi chùa viện như một nơi chốn để làm tiền, ta coi chức quyền mình có mặt trong giáo hội là một cái điều kiện để trừng trị người không nghe lời ta. Đây là một loại cái gì đã khoác áo Như Lai, khoác pháp y của Đức Phật chứ không phải là tăng sĩ thực sự nghe. Thôi cái gì đó để các vị tự nghiệm lấy, chứ cần mình nói thì mất lòng nhau thì hãy giết mình chết. Đó là như vậy. Cho nên thưa các vị, có thể nửa đời để sống người xuất gia chân chính á, dù rằng đầu tiên đến với đạo chưa biết chi cả, thế nhưng mà nhờ học hành, nhờ thân cận bản lành, nhờ thầy sáng, nhờ mái trường nuôi dạy, ta có được một tấm lòng tương đối là thanh khiết, tương đối có đạo hạnh. Thế nhưng mà càng về lâu thì càng vướng vào cái chữ phi chân chính,
Đây là trường hợp thứ hai nha. Trường hợp thứ ba. Quá khứ không chân chính mà hiện tại cũng không luôn. Là chi? Cái động cơ ban đầu đi tu nó đã xấu rồi. Thế rồi đi tu bằng mọi cách học hành cho ra trò, có học hàm học vị, xuất thân danh giá từ Già Lam nọ, thiền viện kia, hoặc là trường học nọ, trường học kia, để làm chi? Để tô bồi bản ngã, để khoe khoang sự thành đạt, để có lợi, để có danh, và không một ô uế nào không thọ tai vô. Đây là một loại bây giờ rất nhiều trong đời sống của người tu chúng ta. Các vị nhìn quanh quanh thấy ngay, nó là như vậy. Điều thứ tư, đây là của quý. Quá khứ chân chính, hiện tại chân chính, cho tới chết vẫn là một người xuất gia đoan trang phạm hạnh. Làm chi? Không mang đến lợi ích cho số đông của con người trên mặt đại địa này thì cũng mang đến lợi ích cho chính hắn. Thành tựu được giá trị căn bản của người tu, có được đạo hạnh, có được nếp sống thanh tịnh, có được sự khiêm tốn của một tăng sĩ, và có được sự thông tuệ của người có tu có học, và có được cái sự chứng nghiệm nhất định đến và đi giữa cuộc đời này thông dong nhẹ nhàng, không có quằn quại đến tử sàng, không có nằm quay lăn trong đống phân và nước tiểu. Đây là trường hợp bình thường của một tăng sĩ có được quá khứ, đó là họ tái sinh lại đi tu. Thứ hai, duyên mai họ đi vào con đường tu rồi, dù cho ba bên bốn phía dục lậu có dắt dẫn họ, có mời gọi họ, nhưng mà dường như trời trơ như đá, giống như là trồng hoa trên đá vậy, không dính chi với họ cả. Mọi thứ mời gọi của thế nhân, mọi thứ quyền quy áp đặt lên họ đều rất sạch, như thập thượng tài hoa. Đây được gọi là người chân chính, vô cùng là của quý ông Già Lam, là hạt mầm Phật Pháp tuyệt vời, kế thừa được ánh sáng chánh pháp, làm cho tăng bảo hưng thịnh, xứng đáng là thạch trụ Già Lam nha. Do vậy cho nên nếu là một người xuất gia chân chính thì thưa các vị, đối với con đường bỏ đi tham sân si phiền não dục lậu, dường như nó chỉ là chuyện tự nhiên với họ, chứ không có gì khó khăn đặt ra với người xuất gia thực sự chân chính cả. Điều thứ hai, chân chính không chân chính chi? Nếu họ bằng lòng với đời sống xuất gia, họ quán chiếu rằng họ là người thừa hưởng được ân đức của Như Lai, thì cái việc làm đầu tiên vô cùng tuyệt vời, họ nghiệm ra rằng họ là người có đủ những điều kiện tối ưu để thành tựu được thánh vị. Tại sao? Thứ nhất, họ có được thì giờ trọn vẹn nha, có được không gian trọn vẹn. Thứ ba, họ có được nhân duyên, tức là có ba điều kiện tuyệt hảo để ngay cuộc đời này thành tựu thánh trí, chứng nghiệm niết bàn. Tại sao? Họ không lo ăn, không lo mặc, không lo tiền, không lo tham, không lo lợi, không lo danh, không vì chức quyền. Và họ được thập phương Phật tử quan tâm cúng dường, cho nên cái điều kiện sống sót họ không có phải nhọc nhằn cực nhọc chạy vại ngược xuôi. Nếu một người xuất gia chân chính với nhu cầu, họ không có nhiều nhẫn gì đó nghe. Đời sống họ, họ có cần cái gì to tát hơn cái miếng bồ đòn họ đang ngồi đâu? Họ có cần cái gì to tát hơn cái chuyện là ngày ăn bữa đâu? Thế cho nên thưa các vị, không có rảnh đâu để mà lo chuyện thiên hạ sự. Cho nên thì giờ họ chỉ có một việc, đó là gì? Đầu tư cho công trình học là một, tu là hai, thiền tọa là ba. Và thì giờ của họ tu chưa thành thánh, nhưng mà cả một chuỗi ngày dài nơi đời sống người xuất gia, cái niềm tính là của con đường tu tự nhiên nó không ngớt dâng lên trong tâm thức của họ. Không có chuyện ngược xuôi, không có chuyện khoe mẽ,
Không chuyện lăng xăng, cái chuyện mà người ta gọi rằng đi để trải nghiệm, dường như với người xuất gia chân chính, dường như họ không có yêu cầu cái đồ quỷ trải nghiệm gì đâu nghe. Họ dừng lại ngay nơi thân này, ngay nơi tâm này, hưởng thụ đời sống của già lam tặng cho họ. Không có gì tuyệt vời bằng được ngồi bình an trong một thời thiền tọa. Không có gì tuyệt vời bằng không ai quấy rầy ta, ta một mình yên vắng trong thất hoặc yên vắng trong liêu phòng. Không có gì tuyệt vời bằng một đêm khuya mở ngọn đèn lên hoặc thắp ngọn đèn dầu lên đọc một trang kinh. Thế cho nên thì giờ do họ tự tạo, điều thứ hai là không gian do họ sắp đặt. Họ không có vác sáng tới nhà cư gia Phật tử để tìm cái ăn cái mặc, không tìm cái chuyện giao tế tình cảm, không đối phó với bất cứ ai, không phải cần thù tiếp con ma nào cả. Có trọn vẹn thì giờ của chính họ, làm cái việc của chính họ. Ta có cần gì lang thang lướt thước tới nhà ông làng, ông huyện, ông xã nào để làm thân, làm tình với những người quan chức triều đình không? Không. Ta có cần vác xác đến một nơi chốn nào để kết thân bằng quyến thuộc, làm mẹ, làm cha với ai không? Cũng không. Ta có cần quỳ lụy cầu cạnh để có cái ăn cái mặc không? Cũng không. Phước đức lành của Như Lai đủ cho đời sống các vị tu tập trọn một đời hoặc một nghìn đời không hề thiếu thốn. Người tỷ phú ở đời, họ có của tiền là không có đứa con nào họ chết đói cả. Thú nữa, Đức Như Lai Thế Tôn hằng sa kiếp tu, phước ngài không đủ nuôi đệ tử à? Mấy cái tên khùng khùng thôi nghe. Nó chỉ cần mượn cái áo Như Lai, nó đã sống, nó đã có danh có lợi rồi. Các vị là những người đệ tử chân chính, không có lý do gì sợ cái chuyện là thiếu ăn thiếu mặc cả. Cho nên cái chuyện dành trọn vẹn thì giờ, dành trọn vẹn không gian để làm một việc đó là đoạn trừ phiền não khổ ưu, dứt sạch tham sân si, là chuyện phải xảy ra với người xuất gia. Cho nên họ là những người có điều kiện tối ưu hơn cả. Hai điều họ có là có tất cả nghe. Một là thi giờ cho đời sống họ, hai là không gian rất riêng tư của họ. Điều thứ ba, nhân duyên nuôi dưỡng trọn vẹn. Thế nào là trọn vẹn? Già lam nào cũng có một nếp sống được chế định từ lịch đại tổ sư. Chưa hề có già lam nào mời gọi sự bát nháo của phố thị đi vô. Họ đều có một cái quy chế nhất định để cho chư tăng có đời sống phạm hạnh nhất định, an ổn nhất định, tĩnh lặng nhất định, tu tập nhất định nha. Cho nên trừ phi các vị không ở trong già lam tự viện, các vị tự mình tạo mãi một cái cơ ngơi do chính các vị làm chủ, không sống với nếp của già lam tự viện thì thôi tha hồ các vị làm chi cũng được. Thế nhưng mà đã là mang danh hiệu một cái chùa, một cái tu viện, một cái tỉnh thất thì chắc chắn rằng cái điều kiện bảo hộ vô cùng trọn vẹn. Cho nên nhân duyên đầu là nhân duyên chung quanh bảo hộ ta. Nhân duyên thứ hai, này luật Phật chế định, này kinh sách Phật dạy, này lời dạy Thế Tôn, này lịch đại tổ sư, này thầy ta, bao nhiêu lời huấn thị thấm từng tế bào của ta. Cho nên tự mình đã nuôi dưỡng được mình trong cái nhân duyên đủ đầy để thành tựu sự nghiệp giác ngộ. Nhân duyên thứ ba, nếu các vị có tu, nếu các vị là người chân chính xuất gia, nếu các vị là người có học Phật Pháp, bằng trái tim nóng hổi của một người muốn đoạn phiền não thì tự nhiên những thân bằng quyến thuộc của các vị, những người đồng phạm hạnh của các vị đều là những người có một tâm thức tương ưng như ta, không có cái hạng lớn cơm, ham lợi, ham danh, ham của, ham tiền, dướng mắt dục lậu làm bạn với ta được, chắc như vậy luôn. Họ tới, họ nhìn núi cao, họ sững sờ, sụt lui thôi. Thế cho nên thưa các vị, ba yếu tố này, nó làm thành cái điều kiện tối ưu để cho người xuất gia thành tựu sự nghiệp giác ngộ, chứng những thánh quả. Chứ không phải là chỉ có cái chuyện là bỏ một chút tham sân si đâu nghe. Đây là nét thứ hai ta nói về cái sự thành tựu người xuất gia khi chúng ta nghiên cứu bài kinh này. Thế rồi vấn đề thứ ba, nếu chư tăng, nếu người xuất gia họ là những người tuyệt vời nhất,
được cái điều kiện tối ưu nhất để có thể tu tập thành tựu đạo hạnh, thế thì bên cạnh đó nó luôn có một cái phần vô cùng tiêu cực là chi? Tức là cái điều kiện sa đọa, điều kiện thối đọa, điều kiện bị tha hóa, cái điều kiện làm phá rối đời sống tăng già và là ô uế phạm hạnh, nó cũng rất dễ phát sinh lên người xuất gia nha. Và mình nói điều này để cho các vị nhận diện nha. Điều thứ nhất, họ để người thừa hưởng gia tài phước thủ lậu. Thứ hai, họ là người thừa hưởng nền văn hóa. Thưa đại chúng, là cái điều thứ ba này các vị quán chiếu để các vị nghiệm ra rất là nhiều cái thực tế phũ phàng nha. Và những vấn đề này nó là vấn đề chúng ta thường gặp. Có bốn vấn đề nơi đây. Trong cái điều kiện sa đọa mất phẩm chất của người xuất gia. Thế nào là bốn vấn đề? Điều thứ nhất, họ là những người thừa hưởng gia tài phước hữu lậu của Thế Tôn là một, Lịch Đại Tổ Sư là hai, phước lành của dòng giải tăng già xây dựng nhỏ là ba. Phước này bao trùm hành tinh, phước này che chở đời sống họ một đời không lận đận, không khó khăn, không thiếu ăn thiếu mặc. Và đi bất cứ nơi đâu có người Phật tử thì nơi đó đều ngưỡng mộ, đều cúng dường, đều cung kính, đều lễ lại chư tăng ni nghe. Cho nên cái phước hữu lậu này vô cùng lớn, họ đã thừa hưởng được từ Lịch Đại Tổ Sư, từ Thế Tôn, cho nên họ không cần làm gì thêm cả. Chỉ cần khoác pháp phục Như Lai, thưởng được cái dòng chảy này, thưởng được cái nền tảng phước hữu lậu này. Thứ hai, thưởng nền văn hóa giàu có nhất trên hành tinh này. Chưa có nền văn hóa nào giàu và mênh mông, đáp ứng đủ tất cả những cái loại bệnh trạng của con người từ quá khứ tới hôm nay, như là nền văn hóa của Phật giáo. Kinh văn của Phật các vị khai thác vô tận. Từ cái sinh hoạt đời thường của Phật Pháp ứng dụng vào nhân gian, như Hòa Thượng Tinh Văn Ngài khai thác, cho đến Phật giáo ứng dụng vào sinh hoạt tâm lý xã hội Tây Phương, như ông cụ Làng Mai. Phật giáo ứng dụng vào cái trình độ tri thức của người ngưỡng mộ Phật Pháp, muốn thành đạt sự nghiệp giác ngộ ngay hiện đời, như truyền thống của các vị thiền sư thiền đốn ngộ. Ứng dụng nhân gian bằng Phật Pháp chứ, bằng nhân thừa thiên thừa, đi vào con đường tu tập bằng tinh văn thừa, mở rộng con đường hành đạo bằng Bồ Tát thừa, thành tựu sự nghiệp giác ngộ bằng con đường của một người đạt đến ngưỡng cửa cuối cùng của đời sống tâm linh. Điều này, gia tài Phật giáo có đủ chu cấp cho mọi người. Thế cho nên ta nhận diện điều rằng cái nền văn hóa giàu có này cao vút, mênh mông và bao trùm hành tinh, để cho tất cả người con Phật có khả năng sử dụng vô tận. Điều thứ ba, tuệ giác siêu thế Như Lai có cái đặc thù là từ quá khứ tới hôm nay chưa hề lỗi thời. Các truyền thống tâm linh khác, các nguồn kinh văn khác, đôi khi những lời dạy của các vị giáo chủ có thể không đáp ứng được cái nhu cầu phát triển xã hội tiến bộ, thế nhưng các vị nhìn coi tất cả lời Phật dạy, chưa có một lời nào không tương hợp với xã hội phát triển nghe. Xã hội phát triển đến ngần nào người ta nhìn vào lời Đức Phật vẫn là tuệ giác xoay đường cho họ. Thế thì các vị đang thừa hưởng một cái nguồn tài sản vô tận, từ tài sản vật chất cho đến tài sản tình cảm, cho đến tài sản trí tuệ, cho đến tài sản tâm linh. Thế rồi người con Phật vận dụng được những điều này bằng trái tim của một người lương thiện nhân hậu thì họ làm chứ? Họ vung bồi nền tảng chánh pháp và sống đúng với tinh thần của Phật, chế định nên đền ơn thập phương chư Như Lai, đền ơn Lịch Đại Tổ Sư, đền ơn Thầy. Thế nhưng có những tên lưu manh, nó vô ăn trộm chánh pháp, nó có quyền làm được một việc, đó là chi? Vận dụng chánh pháp Như Lai để làm gì? Làm tiền, để có danh, để có lợi. Và thưa các vị, một loại trí thức không đủ lương thiện thì nó làm điều này vô cùng dễ dàng nghe. Tại vì cái nguồn tuệ giác này sâu xa, gia tài văn hóa này mênh mông, gia tài phước điền này cũng vô cùng là
cao ngất. Thế cho nên nếu một người xuất gia không học chánh pháp, không có trái tim nhân hậu, hay nói gần hết là không biết tầm quý, thì trở thành cái chi? Sa đọa, mất phẩm chất, bán Phật pháp và lợi dụng tất cả loại hình danh sắc tướng của tam bảo để làm tiền, để kiếm ăn và để kiếm lợi kiếm danh, vô cùng đơn giản. Đây là ba nét nói cho các vị biết về những cái thuận lợi nhất của người xuất gia. Và bên cạnh những thuận lợi thì cũng có những cái rất là tiêu cực nếu chúng ta không thực sự là người xuất gia chân chính. Thế là vấn đề thứ ba. Cái phần C của vấn đề mình nói cho nhau nghe, đó là ta làm gì đây? Nêu ra cái câu này như một công án dành cho đại chúng nghe. Thứ nhất, chỉ có chính ta trả lời được mà thôi. Cái điều đầu gợi ra nơi đây là chỉ có chính ta trả lời được cái câu hỏi ta phải làm gì. Ý thứ hai cũng là câu trả lời nghe. Anh sống ra làm sao, anh tu ra làm sao thì công trình hành đạo, công trình giáo dục, công trình tiếp tăng độ chúng ra làm vậy. Mọi thứ tùy thuộc vào cái con người đang tu của anh. Điều thứ ba, cái điều này thu phục lại tự thân. Đó là cái công phu tự tu học của chúng ta nghe. Ba điều này nó cho chúng ta cái nhìn tổng quát về việc ta phải làm. Thế rồi điều đầu tiên mình khai thác cái nét này một chút để cho các vị nhận diện nha. Thưa đại chúng rằng là cái nền tảng căn bản đó là không ai giải quyết cái chuyện khó khăn của chính ta bằng ta cả. Và nên nhớ rằng đời sống nó luôn đi tới, chưa bao giờ dừng lại. Lịch đại tổ sư ngày xưa các ngài vẫn phải đối diện với những vấn đề thời sự, vẫn phải đối diện với những hiện tượng xã hội. Đối diện gần nhất là đối diện với cơm ăn áo mặc để tồn tại, đối diện với đời sống tăng già làm thế nào để bảo toàn là một, để phát triển là hai. Các ngài tự giải quyết những vấn đề đó trong thời đại của các ngài. Tới thời đại chúng ta cũng phải làm điều này. Thời đại trước chúng ta là cái giai đoạn Phật giáo thống nhất chẳng hạn, trước 75 thì các ngài cũng có nhiều vấn đề đặt ra để xử lý nghe. Sau 75 cho tới nay thì những vấn đề nó phát sinh cũng do chúng ta. Rồi cho tới hôm nay chúng ta có mặt nơi hải ngoại, chúng ta tổ chức thành sinh hoạt tu tập và đôi khi rất là rời rạc, đôi khi không có một sự liên kết nhất định. Và tự nhiên là nếp sống tăng già càng ngày nó càng đi vào cái ngõ là cá nhân rất là nhiều. Điều này nó cũng do chính ta, cho nên chỉ có ta giải quyết những vấn đề thời cuộc hiện tại, hiện tượng xã hội hiện tại, sinh hoạt tu tập hiện tại chúng ta mà thôi. Cho nên vấn đề này nó là câu hỏi không phải đặt ra cho một người, không phải đặt ra cho một vài vị lãnh đạo, mà đặt ra chung với tất cả những người con Phật chúng ta. Nếu tự mình thấy trách nhiệm với Phật Pháp tồn tại, với gia tài của Như Lai để lại, với gia tài của lịch đại tổ sư, các vị hòa thượng để lại, thì ta tự phải giải quyết cái bài toán này. Điều thứ hai, hãy nhận diện rằng những điều gì anh làm hôm nay nó đều là cái sự biểu hiện từ nội hàm tâm thức của anh. Cái trình độ tri thức của anh như vậy thì việc làm anh sẽ như vậy. Hiểu biết anh như vậy thì nói năng như vậy. Sự tu tập anh như vậy thì công trình giáo dục anh như vậy, công trình dạy người như vậy, xây dựng già lam tự viện theo với cái nề nếp như vậy. Tôi không thể làm gì khác ngoài những điều nội hàm tôi đã cất chứa nghe. Tôi không thể thiết kế một cái căn phòng nó đầy mỹ thuật khi bản chất của tôi vốn là con người không có mỹ thuật. Tôi không thể giúp được người khác tu trong khi tôi còn chưa biết tôi tu ra làm sao. Tôi không thể dạy anh tu thiền trong khi tôi chỉ biết niệm Phật. Thế thì thưa các vị, mọi việc làm đặt nền tảng trên công trình tu tập của chúng ta, công trình học pháp của chúng ta, công trình hiểu biết của chúng ta và trên tình cảm, trên lý trí của ta. Điều vô cùng quan trọng đó là gì? Thưa các vị,
Công trình xây dựng một nhà Lam tự viện nó mất nhiều năm, có khi 20 năm, nhưng mà công trình nuôi một thế hệ dạy một người tu, nó không đơn giản được tính bằng thời gian mà nó đơn giản tính bằng thế hệ nghe. Thế hệ của ta mà hỏng, làm hỏng luôn nhiều thế hệ tương lai. Xây dựng thì vô cùng khó khăn, nhưng phá vỡ thì vô cùng dễ dàng. Người ta xây dựng một nền đạo đức mất nhiều trăm năm, thế mà phá vỡ nó trong vòng vài mươi năm thì tan tác hết. Đạo đức xã hội tự nhiên xuống tới tột đáy. Cũng như vậy, công trình nuôi dưỡng thế hệ tăng sĩ trẻ, thưa các vị, mất nhiều năm, nhiều thế hệ, các bậc tổ sư đào tạo qua ta và từ ta rót xuống thế hệ tương lai. Thế nhưng mà chỉ cần các vị làm hỏng chính bản thân các vị thì hỏng luôn thế hệ tương lai. Đây là cái điều chúng ta nên nhớ nha. Và cuối cùng, vấn đề này quan trọng đây, tức là cái công phu tu học. Có vài điều mình nhắc nơi đây. Thứ nhất, cái từ nơi đây rất quan trọng là tự tu nghe. Chỉ có thưa đại chúng là cái ý thứ tư này rất là quan trọng. Mình cống hiến cho các vị bốn nét công phu tự tu học, nhấn mạnh cái chỗ tự tu học nghe. Bốn nét mình gọi ra đó là: chỉ có con người mới đủ trí năng giải quyết mọi việc của chính họ và chọn hướng đi cho chính họ. Động vật không thể làm điều này. Nó đi theo bầy đàn, theo sự dắt dẫn của người khác. Chỉ có con người, họ đủ quyền uy với chính họ, quyết định đời sống họ, vận mệnh của họ. Họ chọn hướng đi, họ muốn đi về đông, đi về tây là việc của họ nghe. Cao hơn đời sống bình thường của mặt bằng nhân thế là những người xuất gia. Họ đủ trí tuệ, đủ thông minh, đủ bản lĩnh để quyết định cho vận mệnh đời sống họ. Họ muốn nhận chìm đời họ trong bất hạnh, họ có quyền. Họ muốn đời sống họ không còn bất hạnh nữa. Họ muốn vươn cao lên một đời sống phàm thường để không còn dính với chuyện tham, sân, si, buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, ái nghiệp buộc ràng. Họ muốn vươn mình lên khỏi ao bùn, giống như hoa sen vươn lên khỏi ao bùn để tỏa hương. Họ có quyền làm điều này. Chỉ có người xuất gia, họ đủ điều kiện làm điều này. Người cư sĩ, dù có học Phật nhưng không thể. Điều thứ ba, hãy nhìn vào sự phát triển xã hội. Các vị nghiệm ra rằng, không có một sự phát minh ngoạn mục nào, sự thành tựu nhiều lĩnh vực như là công nghệ, điện toán, y khoa, vân vân, thưa các vị, là những loại đi theo lối mòn của người khác mà có thể thành tựu được cái công trình phát triển khoa học xã hội. Họ đều là những bước đột phá thành công, tách đường đi. Do vậy cho nên ta nghiệm ra rằng chỉ có người xuất gia họ mới có khả năng quyết định vận mệnh, tách đường khỏi cái lối mòn của đời sống xếp đặt họ, của nhân gian xỏ mũi họ, của phiền não câu dẫn họ, của triền phược buộc ràng họ. Điều cuối cùng, chỉ có người xuất gia đủ điều kiện làm thánh nhất trong thế giới loài người. Nếu là cư sĩ học Phật, nếu là người giàu có cất cái thất để tu, thưa các vị, vẫn không đủ yếu tố, không đủ điều kiện, không đủ phước lành, không đủ trí tuệ, không đủ nhân duyên để tác thành sự nghiệp thánh tuệ của họ bằng người xuất gia đó nghe. Đây là bốn nét ta nói về cái công phu tự tu học. Gom lại ý chính quan trọng là thế này: các vị không thể nương tựa vào ai, trông chờ ai, thầy ta, bạn ta, tổ ta, Phật ta, vân vân, thưa các vị, mà điều này tự ta phải quyết định vận mệnh chính ta thôi. Cuối cùng, chúng ta có một cái kết của bài học hôm nay. Ba ý nơi đây, công hiến đại chúng. Ý thứ nhất, đời sống luôn đi tới. Ý mình muốn nói gì nơi đây? Thưa các vị, mỗi người đều phải đối diện với hoàn cảnh sống của mình, đối diện với thân của mình, tâm của mình, phiền não của mình, bất an của mình. Mình phải tự vươn cao để có thể học hỏi chánh pháp, để tu tập, để thành tựu đạo hạnh, thành tựu trí tuệ, thành tựu chứng nghiệm tâm linh nha. Và chưa bao giờ dừng lại đợi ai cả. Anh nắm bắt được thời cơ
nắm bắt được điều kiện tối ưu, anh sống thế nào thì ngay đời này giải quyết xong việc của anh. Rồi không nắm bắt được, sống trù trừ, sống lững lờ, sống cho qua ngày đoạn tháng thì chôn mất một đời trong kiếp phù sinh. Và không có cái gì chờ đợi ta cả. Ta phải làm được điều là đủ thông tuệ, nắm bắt được sự vận hành đời sống để đổi thay chính mình. Điều thứ hai, một người tu mà có được pháp hỷ là quà tặng quý nhất của hành tinh con người. Càng ngày người ta càng mơ ước có những con người có được trí tuệ, có được pháp lạc, có được đạo hạnh thực sự và có được tuệ giác thâm sâu để có thể diễn đạt, dạy dỗ người ta đi vào pháp hành. Và người ta càng ngày càng mơ ước có một con người đủ để cho họ đặt niềm tin trọn vẹn vào người đó để khởi phát tâm lành đối với Phật Pháp Tăng nghe. Và không có gì quý bằng các vị tu để thành tựu được cái con người hoàn thiện. Hoàn thiện đây chưa cần chứng thánh nghe, chỉ cần có được pháp hỷ, có được niềm vui với chánh pháp, có được sự thông tuệ từ nền tảng kinh văn, có được đạo hạnh nhất định thì đã là món quà lớn cho hành tinh con người. Điều thứ ba, làm chủ đời sống mình không dễ. Chỉ có người trí mới biết cách vượt buộc ràng của thế nhân dắt dẫn và tự đưa mình vượt ngang qua những triền phược khó khăn để chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu giải thoát. Tại sao làm chủ đời sống không dễ? Ba bên bốn phía, thưa các vị, là văn hóa xã hội hưởng thụ. Bè bạn chúng ta nhắc dẫn ta, thậm chí là những vị thầy đôi khi ta rất là tin tưởng, họ cũng nặng nề về đời sống hưởng thụ. Thế cho nên, tất cả những cái điều kiện chung quanh đó nó không đủ làm gương cho ta để chúng ta dắt dẫn đời mình vượt ngang qua cái hố hầm của dục lậu, hố hầm của đam mê vật chất, hố hầm của luyện đời mình mắc vào phù du nghe. Và khi các vị không làm chủ được đời sống mình thì cuộc đời các vị bị trói chặt như con tầm bị trói trong cái kén, và cuối cùng các vị không cách chi vượt thoát được phiền não khổ ưu, không vượt thoát được sinh tử lậu hoặc. Thế cho nên chỉ có người trí này là người được nuôi dưỡng bằng thánh giáo Như Lai, bằng năng lực tu tập, bằng nhiệt tình từ bên trong như lửa bừng bừng, mới có đủ năng lực để vượt thoát mọi ràng buộc và dắt dẫn tâm mình, dắt dẫn đời sống mình, vượt ngang bao nhiêu cái cạm bẫy để thành tựu được sự nghiệp giác ngộ.